chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình online cùng DNRTV cập nhật những tin tức nóng hấp dẫn liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông và đời sống của người dân trong tỉnh và cả nước trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Chương trình truyền hình thứ năm ngày 6 tháng 6 2024, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Kết thúc điều tra vụ án tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB. Xét xử phúc thẩm đối với 25 bị cáo trong vụ án 70 giang hồ Phú Quốc nổ súng giành đất. Trồng rừng, giải pháp bền vững, phòng chống sa mạc hóa. Thưa quý vị, hôm qua, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an vừa thông báo kết thúc điều tra vụ án tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an là đơn vị thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị liên quan theo quyết định tách vụ án hình sự số 11 ngày 12 tháng 11 năm 2023 và quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 1114 ngày 14 tháng 5 năm 2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Căn cứ khoản 4 điều 232 Bộ luật tố tụng hình sự ngày 29 tháng 5 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành bản kết luận điều tra vụ án hình sự số 13. Theo đó, đề nghị truy tố đối với 34 bị can về 3 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới quy định tại Điều 174, Điều 324 và Điều 189 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Cũng trong hôm qua, Tòa Nhân dân cấp cao tại TP.HCM tổ chức xét xử phúc thẩm vụ án giết người đối với 25 bị cáo trong vụ án 70 giang hồ Phú Quốc nổ súng giành đất làm 2 người chết, 6 người bị thương. Theo kế hoạch, Tòa Nhân dân cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm trong 3 ngày kể từ ngày 5 tháng 6 đến 7 tháng 6. Trước đó, từ ngày 22 tháng 1 đến ngày 30 tháng 1, Tòa Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã xét xử và tuyên phạt 70 giang hồ Phú Quốc với 3 mức án chung thân và hàng loạt mức án tù khác nhau tùy theo tính chất mức độ vi phạm. Cụ thể, tuyên phạt bị cáo Đoàn Thiên Long, 23 tuổi, ngụ phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tù chung thân về tội giết người và tàng trữ vận chuyển sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Còn hai bị cáo Nguyễn Văn Thái, 36 tuổi, tên gọi khác Thái Bus, ngụ phường An Thới, thành phố Phú Quốc và Bùi Đức Ngọc, 32 tuổi, ngụ thành phố Hải Phòng, bị tuyên phạt tù chung thân về tội giết người. Đối với 67 bị cáo còn lại, Tòa Nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên phạt các mức án từ 6 tháng tù treo đến 20 năm tù về các tội giết người, gây rối trật tự công cộng, che giấu tội phạm, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Còn tại Đồng Nai, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân huyện Xuân Lộc hôm qua vừa tuyên án 10 bị cáo về tội gây rối trật tự công cộng. Theo đó, Phạm Hải Long, sinh năm 1990, mức án 5 năm 6 tháng tù. Huỳnh Quốc Hiếu, sinh năm 1987, mức án 4 năm 6 tháng tù. 9 bị cáo khác gồm Vũ Minh Xuân, Đỗ Thành Long, Trần Phụng, Trần Văn Sơn, Lương Trung Hào, Lê Minh Tài, Nguyễn Hưng, Huỳnh Quốc Vinh, Nguyễn Minh Huy nhận mức án từ 4 năm đến 4 năm 3 tháng tù cùng về tội gây rối trật tự công cộng. Trước đó, vào trưa ngày 9 tháng 7 năm 2023, Huỳnh Quốc Hiếu, Phạm Hải Long cùng ăn nhậu tại nhà của anh Nguyễn Xuân Hưởng ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Có bất đồng quan điểm nên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau thì được anh Hưởng can ngăn hòa giải. Sau đó, Hiếu và Long di chuyển sang một địa điểm khác để ăn nhậu và lại tiếp tục cãi vã. Lúc này, Long bị đuổi về. Tối cùng ngày, do còn ở mức nên Long tập hợp một nhóm 7 đối tượng mang theo 4 dao rựa đi trên 3 xe mô tô đến điểm hẹn gặp nhóm của Hiếu có 8 đối tượng để đánh nhau. Tại đây, hai nhóm đối tượng đã la hét, chửi bới, kích động và lao vào dùng dao, tiếp sắt, gạch, đá, ẩu đả. Ngoài các đối tượng đã bị xử lý nêu trên, còn một số đối tượng đang bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Xuân Lộc tách ra, tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và xử lý sau. Thưa quý vị, thời gian qua, Công an tỉnh Đồng Nai đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm ma túy nhằm đẩy lùi cái chết trắng, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, ghi nhận tại huyện Xuân Lộc. Là địa bàn giáp ranh với nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh Đồng Nai, nên Xuân Lộc thường xuyên được các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, chọn làm nơi ẩn náu và hoạt động. Thời gian qua, Công an huyện đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời quyết liệt đấu tranh chấn áp loại tội phạm này, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Mới đây, Công an huyện Xuân Lộc đã bắt quả tang Nguyễn Văn Lâm và Nguyễn Phạm Hoàng Khôi, cả hai đều ngụ huyện Xuân Lộc, đang tàng trữ một gói ma túy. Qua đấu tranh, cả hai khai nhận bản thân nghiện ma túy nên mua về để sử dụng, nhưng chưa kịp sử dụng thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ. Mở rộng điều tra, Công an huyện Xuân Lộc đã tiến hành bắt khẩn cấp Phan Tấn Đạt để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Thu giữ 35 gói ma túy có trọng lượng gần 29 gram cùng nhiều tang vật khác. Em đi mua ma túy về phân nhỏ ra bán, mỗi lần bán ma túy từ 200 đến 600. Đã bán được bao nhiêu lần? Dạ, bán được khoảng 1 tháng thì bị cơ quan công an bắt giữ. Một vụ việc khác, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện, Công an huyện Xuân Lộc đã phát hiện 14 đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại một cơ sở kinh doanh karaoke ở địa bàn xã Xuân Tâm. Qua test nhanh, 10 trên 14 đối tượng dương tính với chất ma túy. Qua điều tra, công an xác định 6 đối tượng gồm Nguyễn Duy Trí, Nguyễn Huỳnh Công, Võ Quốc Duy, Đoàn Văn Quốc, Đỗ Võ Thế Hậu, Đinh Phương Nam, cả 6 đều ngụ tỉnh Đồng Nai đã góp 2,7 triệu đồng mua ma túy của một đối tượng chưa rõ lai lịch để tổ chức sử dụng thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ. Sau khi đi đám cưới bên Xuân Đông Cẩm Mỹ về, thì nhóm chúng tôi có đi hát và sau đó trong lúc say xỉn thì có rủ nhau lấy ma túy về sử dụng. Sau khi sử dụng thì bị cơ quan lực lượng chức năng ập vào bắt. Tôi bây giờ đang rất hối hận về những hành vi sai trái pháp luật của mình. Bên cạnh công tác phòng ngừa xã hội, Công an huyện đã đồng bộ triển khai các biện pháp nghiệp vụ, quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy. Kết quả từ đầu năm 2024 đến nay, đơn vị đã phát hiện 38 vụ bắt trên 110 đối tượng liên quan đến ma túy, thu giữ gần 206 gam ma túy tổng hợp, hơn 1,2 kg cần sa và nhiều tăng vật khác. Qua đó đã tiến hành khởi tố 34 vụ, 66 bị can, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 49 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy với số tiền gần 75 triệu đồng, số còn lại đang điều tra. Phối hợp với các ban ngành để tuyên truyền đến người dân về cái việc tác hại về ma túy để từ đó để nhằm phòng ngừa và giảm bớt, kéo giảm về các loại tội phạm về ma túy. Ngoài ra, đội cũng tiếp tục cử trinh sát thường xuyên đeo bám địa bàn, phối hợp với công an các xã, thị trấn để nắm, phát hiện những các đối tượng có cái biểu hiện nghi vấn và các loại tội phạm về ma túy, từ đó để đề xuất với ban lãnh đạo công an huyện có các kế hoạch để xử lý, bắt giữ với các triệt phá các loại tội phạm về ma túy. Đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy là trận tuyến luôn nóng bỏng và chắc chắn còn nhiều cam go, thử thách ở phía trước. Do đó, cùng với các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an, người dân cũng phải chủ động tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm. Có như vậy, tội phạm ma túy mới có thể được ngăn chặn và đẩy lùi ở huyện giáp ranh Xuân Lộc. Theo Cục Đường Thủy Nội Địa, cả nước có 5.553 cảng, bến thủy nội địa đã được công bố, cấp phép và đang hoạt động. Tình hình vẫn phức tạp do các bến không phép ngoài khu vực chi cục, cảng vụ được giao quản lý, chủ yếu thuộc địa bàn địa phương quản lý. Trước thực trạng này, Bộ Giao thông Vận tải giao Cục Đường Thủy Nội Địa xây dựng kế hoạch tổng kiểm tra, phối hợp với các địa phương, các lực lượng triển khai trong thời gian từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Sau khi kiểm tra, Bộ Giao thông Vận tải sẽ bổ sung các quy định pháp luật liên quan lĩnh vực đường thủy nội địa, tạo thuận lợi cho vận tải thủy phát triển. Từ 1 tháng 7 tới, khi luật căn cước có hiệu lực, sẽ có thêm trường hợp người dân phải làm thủ tục cấp đổi thẻ căn cước. Cụ thể, 7 trường hợp công dân được cấp đổi thẻ căn cước công dân gồm: công dân khi đến độ tuổi đổi thẻ là 25, 40 và 60, có thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên khai sinh, ngày tháng năm sinh, có thay đổi nhận dạng, bổ sung thông tin, ảnh khuôn mặt, vân tay, xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định của pháp luật. Cũng theo luật mới, từ 1 tháng 7 tới, thời hạn và thủ tục cấp thẻ căn cước cũng được rút ngắn, thống nhất là 7 ngày làm việc đối với tất cả trường hợp cấp, cấp đổi, cấp lại. Thưa quý vị, sáng nay tại Đồng Nai, hơn 26.000 thí sinh đã bắt đầu thi môn đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học Phổ thông Công lập năm học 2024-2025 với môn toán, thời gian làm bài là 120 phút. Kỳ thi năm nay, toàn tỉnh thành lập 41 hội đồng coi thi với hơn 1.000 phòng thi đặt tại các trường trung học phổ thông và các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh. Tại các hội đồng coi thi sáng nay, tình hình giao thông thông thoáng, không xảy ra ùn tắc. Các lực lượng công an, đoàn thanh niên, tình nguyện viên đã tham gia hỗ trợ phân luồng giao thông,
cổ vũ tinh thần cho thí sinh. Nhiều thí sinh cho biết do đã có sự chuẩn bị kỹ cho kỳ thi nên tinh thần khá thoải mái. Đúng 7 giờ 55 phút, thí sinh đã được phát đề thi và bắt đầu bài thi đầu tiên là môn toán. Theo lịch chiều nay, thí sinh tiếp tục thi môn tiếng Anh, thời gian làm bài là 60 phút. Kết thúc ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 tại Đồng Nai. Cũng liên quan đến kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 tỉnh Đồng Nai, sáng nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có công văn gửi các địa phương trong tỉnh về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống mưa bão, đảm bảo an toàn cho thí sinh dự thi trên địa bàn tỉnh. Công văn nêu rõ hiện nay tình hình thời tiết khu vực Nam Bộ nhiều mây, mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Để đảm bảo an toàn cho các thí sinh tại 41 hội đồng thi diễn ra trong 2 ngày, 6 và 7 tháng 6, 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương thông tin kịp thời về tình hình, diễn biến thời tiết trong khu vực và trên địa bàn tỉnh để học sinh, phụ huynh, cán bộ, giáo viên, nhân viên biết và chủ động các biện pháp phòng tránh các hiện tượng thời tiết cực đoan và các sự cố thiên tai như mưa lớn, dông, lốc sét nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng và tài sản trong quá trình tham gia kỳ thi. Kiểm tra rà soát, kịp thời phát hiện và khắc phục triệt để các nguy cơ mất an toàn khi xảy ra thiên tai tại các địa bàn có tổ chức hội đồng thi. Chủ động triển khai các phương án ứng phó trong tình huống xảy ra thiên tai, bố trí lực lượng hỗ trợ chốt chặn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực nguy cơ, đề phòng xảy ra các tai nạn do nước cuốn, sạt lở đất, khẩn trương báo cáo những khó khăn vướng mắc về công tác phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn cho kỳ thi về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh để có phương án giải quyết kịp thời, triệt để. Chiều qua, mưa lớn kéo theo lốc xoáy đã xảy ra trên địa bàn xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, đã khiến một ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn, làm bật gốc gãy đổ gần 6 hectare cây điều từ 10 năm tuổi trở lên. Ngay sau khi lốc xoáy xảy ra, chính quyền địa phương xã Nghĩa Trung đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp với người dân nhanh chóng thống kê thiệt hại, kịp thời hỗ trợ các hộ dân khắc phục hậu quả lốc xoáy. Thưa quý vị, Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6 năm nay được Liên Hợp Quốc phát động với chủ đề Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa, nhằm kêu gọi các quốc gia trên toàn cầu cùng chung tay hướng tới những mục tiêu phục hồi đất đai, chống sa mạc hóa và khả năng chống hạn, làm chậm quá trình biến đổi khí hậu. Tại Việt Nam, thời gian qua, trồng rừng được coi là giải pháp căn cơ bền vững trên con đường phòng chống sa mạc hóa và hạn hán. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây. Từng chứng kiến những đợt thiên tai kinh hoàng tàn phá bản làng, cây cối hoa màu của quê hương, chàng trai dân tộc Mông tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái mới hiểu được tầm quan trọng của cây xanh trong việc phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường. Vì thế, hơn 8 năm nay, anh và dự án Green Dream của mình đã trồng thật nhiều cây xanh tại quê nhà và một số tỉnh khác. Khi mình thực hiện dự án được gần 8 năm nay thì cái nhìn thấy rõ nhất là những quả đồi đã được phủ xanh. Có thể là chưa phủ xanh hết nhưng mà mình nghĩ là tương lai thì nó sẽ xanh hết. Tại vì về cơ bản là người dân cũng đã trồng cây phủ xanh hết rồi. Và mình nghĩ là việc xuất hiện những cái mạch nước ngầm trở lại chính là một trong những thành quả mà mình rất là tuyệt vời đấy. Không chỉ dự án Green Dream, chặng đường phục hồi màu xanh cho những cánh rừng cũng đang được nhiều địa phương tổ chức quan tâm. Hơn 25 hectare rừng tự nhiên trên hành lang núi đá, nối giữa Hòa Bình và Sơn La, ngôi nhà chung của loài vượn đen má trắng nguy cấp quý hiếm, cùng nhiều loài động thực vật hoang dã khác, cũng được kỳ vọng phục hồi thông qua chương trình Rừng Xanh Lên 2024 ở xã Vân Hồ, huyện Sơn La. Thời gian vừa qua thì cái khu vực rừng này thì cũng đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi vì cả cái hoạt động của người dân và những hoạt động khác mà gây suy thoái rừng, đặc biệt là cái việc mà canh tác nương rẫy. Chính vì thế là chúng tôi cũng rất là mong muốn cùng với cộng đồng và chính quyền địa phương để là phục hồi lại những cái diện tích rừng bị suy thoái. Đáng nói có rừng thì hạn hán giảm, lũ lụt cũng giảm, đất không bị mất chất bạc màu. Rừng cũng là cái nguồn để đảm bảo được cái nguồn nước sinh hoạt cho người dân tại các địa phương. Ví dụ như nếu như chúng ta mà không bảo vệ rừng tốt thì cái nguồn tài nguyên của nước nó sẽ cạn kiệt. Với sự nỗ lực trên, tỷ lệ che phủ rừng hiện nay ở nước ta đã lên đến 42%. Đồng thời trên bước đường phòng chống sa mạc hóa, Việt Nam cũng từng bước đạt được mục tiêu kép là chống suy thoái đất và đem lại lợi ích kinh tế cho người sản xuất khi việc bán tín chỉ carbon rừng. Đây vừa là mục tiêu vừa là động lực để những cánh rừng được mở rộng và mãi xanh.
Thông tin trên cũng đã khép lại chương trình online cùng DNRTV trưa nay trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Nếu có bất kỳ thông tin và hình ảnh gì cần chia sẻ liên quan đến các lĩnh vực đời sống, an toàn giao thông, an ninh trật tự, quý khán giả có thể gửi mail về cho chương trình theo địa chỉ tinhdongnai@gmail.com. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình trưa nay. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.